các bạn đến với kênh Thủy Điện Việt Nam Official. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái ampere kìm đa năng. Chúng ta sẽ đo dòng điện, điện áp và điện trở. Đầu tiên là các bạn nắp cái đồng hồ này nhé. Nắp đồng hồ vào cái cổng chân com và chân vôn thì chúng ta sẽ đo được. Ví dụ như là chúng ta sẽ đo dòng trước đi. Chúng sẽ dòng, chúng ta sẽ chuyển về dòng. Dòng của ampere này sẽ đo được 400 từ 0 đến 2000 ampere nhé. Không đến 2000 ampere. Đầu tiên là chúng ta muốn đo dòng thì chúng ta chuyển sang nút dòng này. 400V hoặc là 2000 thì chúng ta sẽ phán đoán là động cơ hay là dòng điện sẽ được bao nhiêu ampere. Tiếp theo là chúng ta sẽ ví dụ như đây là một dây. Đây là một dây của động cơ hoặc là thiết bị điện thì chúng ta đo một dây này nhé. Một dây này thì có 3 pha không ạ? Sẽ báo đo 3 dây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đo một dây thôi. Các bạn chỉ cần kẹp cái đầu này vào và để như này, chúng ta sẽ đọc cái thông số ở đây. Đấy, đọc cái thông số ở cái vị trí này sẽ bao nhiêu ampere thì đó là cái dòng qua động cơ hoặc qua cái dây dẫn. Đây là dòng điện cảm ứng nhé. Ta không phải đấu nối tiếp. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ đo vôn. Chúng ta sẽ chuyển cái thang này với vôn. Đấy. Chúng ta vôn và chúng ta sẽ đo cái điện trở. Chúng ta sẽ đo điện trở, ví dụ tôi sẽ đo điện trở của động cơ này nhé. Tôi sẽ đo điện trở động cơ. Đấy. Đây là điện trở cơ. Đây, các bạn đọc điện trở cơ này. Đó là 9.4 ohm. Đây. Chúng ta sẽ đo được cái điện trở động cơ này. Tương tự với đo vị trí của vôn, điện áp đây là một chiều, điện áp xoay chiều. Tôi sẽ đo điện áp xoay chiều. Chuyển sang đo về cái điện áp xoay chiều nhé. Ta sẽ đo điện áp xoay chiều. Đây tôi có cái điện áp xoay chiều. Ta sẽ đo điện áp xoay chiều ổ cắm nhé. Đấy, 222V AC nhé. Đấy, 220V AC. Cái ampere kìm này thì được ứng dụng rộng rãi trong các nhà máy thủy điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về giới thiệu cái đồng hồ đo Kisuru, đồng hồ đo ampere kìm Kisuru đa năng có mã là KEWSNAP2002PA. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.